Bia về chưa? Bia về chưa? Bia về chưa? Chiều rồi, mọi về chưa? Mọi về chưa? Dù ta sai ta ca cho quên đi hết muôn phiền. Và rồi ngày mai anh em đông dân ta đi ra đông cây cây. Đâu chỉ cho xa nên cho tóc bắt đầu nào. Đâu nâng ly đem đi cuộc đời này có mấy khi. Dù ta sai ta ca cho quên đi hết muôn phiền. Và rồi ngày mai anh em đông dân ta đi ra đông cây cây. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và tiếp tục xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Ở video clip trước em đã quay cho anh chị xem một cái phiên bản thùng WK 210, thùng mua bạc rồi. Đó là thùng mua bạc bẩn nhôm và rất là may mắn là em đã có khách hàng sau khi lên sóng á, thì đã có khách hàng xem và cũng như là liên hệ và chốt cọc rồi. Thì rất là cảm ơn anh em đã xem video cũng như là ủng hộ kênh của Hoàng Tâm Xe Tải rất là nhiều nha. Và hôm nay thì lại em lại tiếp tục lên sóng thêm cho quý anh chị nữa một cái phân khúc thùng đến từ thương hiệu của Isuzu, nhưng mà số loại của nó sẽ là 230. Thì đối với cái dòng mã số loại là WKR 230 này á, thì nó là một cái kiểu thùng là thùng dài thùng ngắn nha, thùng ngắn 210 270 á, thì nó sẽ là thùng dài 43, còn con này á, thùng nó sẽ là thùng dài 36, có nghĩa là 3m6 á, và đóng trên cái nền là thùng mui kính, thùng mui kính đó, hay còn gọi là thùng kính tiêu chuẩn đó quý anh chị. Nhưng mà cái thùng kính tiêu chuẩn bên em đóng cho quý anh chị khi mà nó lên hình nó sẽ khác rất là nhiều so với những đại lý khác đóng cho quý anh chị, bởi vì bên em đóng không chỉ tập trung vào chất lượng mà còn tập trung vào cái thẩm mỹ nữa, thì đem đến cho quý anh chị những cái sản phẩm chất lượng nhất, tuy là thùng tiêu chuẩn thôi nhưng mà đã có những cái nhấn nhá rất là đẹp, và em nghĩ đây sẽ là một cái sản phẩm rất là đáng để cho anh chị đầu tư nha. Rồi thì em xin được tóm gọn lại cho quý anh chị thế này, thì đối với cái dòng WK 230 này thì nó cũng có hai tải luôn là tấn chính với là 2 tấn 2, thì anh chị có thể thoải mái lựa chọn phiếu theo yêu cầu của anh chị ha. Rồi anh chị chốt cái tải nào thì bên em sẽ đem xe đi nghiệm thu và lấy cái phiếu đó để cho ra được cái đăng kiểm, cái cào bẹt, cái đăng kiểm này kia hay cái tải mà anh chị mong muốn, là cái nhất. Cái thứ hai nữa, đối với cái con xe trước mắt chúng ta đây là cái con xe thùng kính và được khá là nhiều khách hàng, đặc biệt là khách hàng công ty đặt xe nha. Thường thường thùng kính là công ty đặt xe nhiều hơn là thùng hay là cá nhân. Tại vì cá nhân á, người ta thường thường là người ta lấy thùng bạc để người ta chở được nhiều mặt hàng, còn thùng kính cũng có khách hàng chọn nhưng mà nó sẽ hơi kén xíu. Và đặc biệt á, là thùng kính thì chủ yếu là chở những mặt hàng kỵ nước và sợ mưa, trời mưa trời nắng này kia nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng mặt hàng, thì chúng ta lấy thùng kính nó sẽ là hợp lý. Và đặc biệt là những anh chị nào mà mua một con xe để đi dọn trọ ở trong khu vực Sài Gòn hoặc là các tỉnh, các khu vực nào mà đông dân cư á, anh chị lấy mấy con thùng kính này là hết bài luôn. Cần một con xe nhỏ gọn, dễ dàng quay đầu, lấy tải cao mà gọi là ăn chắc mặt bền, mua một lần là xài hoài luôn, thì anh chị lấy con này là hợp lý. Đó, nó sẽ thay thế cho cái dòng N250. Tại vì dòng N250 á, là cái dòng của Hyundai. Thì tại sao mà nó lại là thay thế? Bởi vì N250 á, nó vẫn có cái tải tấn chính 2 tấn 4, nhưng mà đổi lại là cái thùng nó sẽ thấp hơn và nhỏ hơn so với thùng của hàng WK 230 này đó. Nội chuyện đó thôi đã ăn đứt rồi, tại vì mình đi là mình mua xe về mình chạy kinh tế mà, thùng nào mà càng cao càng rộng mà chúng ta chơi thôi, nó là thực tế luôn á. Rồi ha, thiết kế bên ngoài cũng không có gì thay đổi nhiều ha quý anh chị ha, vẫn là số loại là WK 230, logo của nhà Isuzu Blue Power, và cái lốc ngay đây thì nó sẽ là năm 2024. Đây anh chị xem nè, đó. Rồi thì cơ bản em xe nó sẽ là như vậy. Về phần đầu cabin xe, nếu anh chị nào mà không thích màu trắng, chúng ta có thể sơn lại theo yêu cầu. Và tất nhiên phí sơn sẽ rơi vào từ là 7 đến 8 triệu, và thời gian sơn là tầm 2 đến 3 tuần nha. Đặt sơn từ nhà máy, sau đó chúng ta lấy sắc xi về và tiến hành đóng thùng lên đi nghiệm thu, rồi sẽ ra được cái màu hay anh chị yêu cầu. Đơn giản vậy thôi. Màu xe thì thoải mái, quan trọng là anh chị chịu chơi, chịu chi tiền thì bên em chịu đóng, đơn giản. Ngoài ra về cái phần thùng xe thì kích thước lọt lòng thùng của em nó sẽ là 3m6, chiều dài lọt lòng rộng là 1m560 và chiều cao nó sẽ là 1m7, rộng là 1m860 và chiều cao là 1m870 nha quý anh chị ha. Đó. Ngoài ra là ở những cái phần bo, những cái phần bo ốp ở đây là bên em đều trắng lá me, trắng lá me hai vân rất là đẹp nha quý anh chị ha. Đó. Nó khoảng tầm 5 gem nha. Cái này nó khoảng tầm 5 gem. Chủ yếu là cái thẩm mỹ từ dưới lên luôn. Đó, thấy đẹp không?
đơn giản vậy thôi. Nó thay cho những cái kiểu mà bo ốp bình thường tiêu chuẩn, gọi là bo ốp trơn á. Mấy cái ốp thùng, mấy cái bo ngay đây thì anh chị làm trơn, nhưng mà này mình trắng thêm một lớp lá me nữa. Nó không quá kỳ công đâu, nhưng mà nó đổi lại là nhìn nó rất là đẹp thẩm mỹ luôn ha. Này xưởng thùng của bên chỗ Tính Nghĩa đóng nha quý anh chị. Thùng kính. Sóng thì nó sẽ là dập sóng là sóng nhuyễn nha, sóng nhuyễn. Đây, sóng nhuyễn bắn đi về rất là nhiều để gia cố cái thùng nó không có bị phập phiu. Đó, và cái khoang ở giữa đây chúng ta để dán cái tem biển số xe ha, tem gọi là tem thùng á, tem thùng lên. Rồi, cơ bản. Nói chung một thùng này rất là cơ bản. Cửa inox phẳng thôi, 40 phẳng bình thường, có ron cao su. Ở trong là tôn kẽm, sàn là sàn kẽm nha quý anh chị, sàn kẽm. Đó, sàn kẽm 2,5 ly. Và có chích silicon luôn. Đó. Làm tới đâu là chích keo tới đó để đảm bảo cái không thấy món hàng và thẩm mỹ cho con xe của mình. Đó. Rất là đẹp. Thùng tiêu chuẩn rất là đẹp. Giá cả em sẽ báo của video, hãy theo dõi hết video của em nha. Đừng dừng lại. Sàn kẽm. Anh chị có thể làm sàn sắt gọi là sàn sắt sơn tĩnh điện màu đen, hoặc là làm sàn trắng kẽm như thế này đều được hết nha. Và đặc biệt đối với cái thùng inox mà bên em đóng á, dù là anh chị đóng full 304 hoặc là thùng tiêu chuẩn, thì khi mà anh chị yêu cầu, bên em sẽ có thêm cái option là làm cho anh chị thêm cái kẽ như thế này. Đây, em bước lên cho anh chị xem. Là ở cái phần này là em sẽ lắp một cái khoảng lắp xương ra. Cái này là dắt ngoài nè. Cái này là em sẽ chia khoảng ra. Cái phần này là những cái phần thanh dùng 4 á, gọi là thanh xương á, thanh xương. Gọi ở đây là những miếng sắt, những thanh dung nhỏ hơn để chúng ta làm cục dây, chủ yếu là để cục dây. Đó, bắn đi về rất là nhiều, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó anh chị, cục dây, cục hàng này kia để cố định là tuyệt vời. Toàn bộ luôn nha quý anh chị. Isuzu đóng là nó sẽ là như vậy đó. Đó. Đẹp ha. Đó, chuẩn chỉnh luôn. Đây, mình nhìn nè, ở những cái phần miếng ghép giữa cái dách trên, dách hông rồi dách sau này kia, sau khi chúng ta bắn li vê rồi chúng ta bắn ốc này kia thì đều đi ron cao su hết. Đây, đều đi ron cao su hết, kéo hết luôn nha quý anh chị. Để nước không có chảy vào. Đó. Thấy không? Em quay rất là cận cảnh luôn để cho chúng ta hiểu hơn về cách đóng và cái sự tỉ mỉ, cái thẩm mỹ nữa. Những cái này nhỏ nhỏ thôi chứ mà một số chỗ người ta không làm là chắc chắn là bị chị trả nước nha. Đó, em khoái mấy kiểu này lắm. Anh chị cột hàng, cột xe này kia, cố định hàng quá là thoải mái luôn. Chịu, 10 điểm. Tinh tế, rất là hợp lý, đa tiện dụng luôn. Rồi, đó là về cái phần phía trong cái cột ha. Rồi ở ngoài thì cơ bản là cái phần thùng mua kính á, thì nó sẽ không có quá nhiều cái option cho chúng ta lựa chọn đâu. Tùy theo nhu cầu anh chị đóng thôi. Còn bình thường anh chị đặt đóng thùng kính là chúng ta chủ yếu là chúng ta sẽ nói về chất liệu, còn thiết kế thùng thì nó như nhau à, đa phần là vậy. Thùng kính thì nó sẽ có hai cửa bự và cái phần khu vực cản đèn ở đây á, thì nó sẽ là làm khung bao ha, nguyên một khung bao dài luôn đó. Cơ bản là vậy thôi. Rồi thêm một cái nữa về phần nội thất xe. Nếu anh chị nào mà thích thì chúng ta có thể đổ option lên nha quý anh chị. Đổ option lên. Đây, anh chị xem nè. Đó. Bản chất nó đã là ghế da ba chỗ ngồi rồi, ghế da nha. Rồi đây. Vô lăng là vô lăng hai chấu. Vô lăng hai chấu, đồng hồ xe nè. Đó, tuyệt vời ha. Anh chị có thể độ cái này lên, bỏ đầu radio này ra làm cái màn hình 9 inch. Rồi cam đùi này kia. Nói chung là thêm tiền mà chơi thôi. Nhiều loại lắm, em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho quý anh chị. Rồi hết thì nữa mình bọc trần, bọc ghế, bọc thảm tắp lô, vô lăng, lót sàn này kia các thứ. Chơi được hết, thêm tiền mà chơi thôi. Đó. Rồi, đó là về cái phần thùng xe. Về cái phần giá cả khi mà anh chị mua xe và đến với bên em, chúng ta sẽ được gì và chúng ta sẽ có gì. Khi mà anh chị đến với bên em với mức giá là 530 triệu là xe thùng chưa giấy tờ nha. Tùy theo nhu cầu anh chị mua xa gần thì ở đâu em chưa biết. Nhưng mà với mức giá 530 mà anh chị sở hữu được cái con xe 230 này thùng ngắn
thay thế cho cái em N250 thùng nó không cao bằng á, thì nó là một sự chọn lựa em thấy là khá là hợp lý. Và về cái số tiền mà anh chị trả trước cho bên nhà xe thì nó sẽ rơi vào tầm là 150 đến 160, tùy theo cái nhu cầu anh chị vay vốn mà anh chị vay ở mức độ là bao nhiêu, từ 70-75 đến 80% luôn. 70% qua bên ngân hàng VIP, 75% qua ngân hàng VIP Bank và 80% khi mà anh chị có thu nhập, gọi là có nguồn thu, có thu nhập ổn định đó, thì chúng ta có thể vay qua bên các công ty tài chính như là Jack hoặc là Chely. Thì về vấn đề ngân hàng thì em sẽ khoán cho anh chị mức đó để cho anh chị chuẩn bị thôi, còn mà thực tế thì em sẽ tư vấn kỹ hơn cái số tiền mà anh chị chứng gọi là cần thể chuẩn bị, rồi em sẽ đưa ra một số option về cái vấn đề lãi suất ở các ngân hàng, rồi tư vấn những cái vấn đề kèm theo anh chị cảm thấy phù hợp với ngân hàng nào, muốn nhanh gọn lẹ thì chúng ta làm những ngân hàng nào thì em sẽ tư vấn kỹ hơn. Còn cơ bản nó sẽ là như vậy. Rồi thì video sẽ được kết thúc tại đây và cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu mà anh chị nào mà muốn thích một cái thùng tiêu chuẩn mà có sự nhắn nhá đẹp như thế này thì đừng ngần ngại liên hệ với em nha. Số điện thoại dưới góc màn hình, hân hạnh được phục vụ mọi người nha. Chào mọi người.